Trại Cá Kiển Diamond đón chào quý vị các bạn. Anh chị các bạn đang xem một số dòng cá bảy màu, hiện tại là có rất là nhiều loại luôn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá bảy màu nhớ nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại mình. Bên trại sẽ gửi cho bạn báo giá của tất cả các dòng cá bảy màu hiện có để anh chị các bạn ở tỉnh có thể tham khảo đặt hàng. Bây giờ mình sẽ vô quay từng chi tiết từng dòng để anh chị các bạn xem cho nó. Đầu tiên là anh chị các bạn đang xem một số dòng cá bảy màu rồng. Rồng này là rồng xanh, rồng đỏ. Rồi xíu nữa mình sẽ quay tới rồng xanh Indo để anh chị các bạn có thể xem cho nó thêm đủ loại luôn. Rất là đẹp các bạn. Một số con rồng nó có lên tay bơi nữa. Rồng Dumbo. Cái này là rồng xanh, rồng đỏ nha các bạn. Anh chị các bạn đang xem dòng bảy màu Dumbo Red Tail. Những con này thì nó đẻ ra một đàn, anh chị các bạn mà rải cám vô ăn một cái, nó bu lại những cái con có tay bơi nhìn rất là đẹp các bạn. Đặc biệt là dòng Dumbo ha. Dumbo thì có cá beta cũng vậy, nó cũng có dòng Dumbo luôn. Hai cái tay bơi to. Và bên trại thì có bán luôn thức ăn trùng huyết, trùng kỷ, bo bo hoặc là cám thái để dành cho cá bảy màu con hoặc là cá bảy màu bố mẹ. Anh chị các bạn có gần thì có thể hàng ngày thì lúc nào cũng có trùng kỷ tươi với lại bo bo tươi. Còn những thức ăn đông lạnh thì lúc nào cũng có các bạn. Anh chị các bạn ở gần thì qua lấy. Còn ở tỉnh thì có mua cá bảy màu sẵn là ship luôn. Rồi để mình quay tiếp một số dòng để anh chị các bạn xem. Anh chị các bạn để ý là những con rồng xanh Indo thì cái màu của nó là màu xanh dương. Còn rồng xanh rồng đỏ mình á, thì màu của nó là màu xanh lá với lại màu đỏ. Còn cái lớp vải của rồng thì nó rất là dễ phân biệt rồi. Vải rồng rồi thì nó buôn cái lớp metallic trên thân đó, buôn hết. Một số con thì nó lên tay bơi luôn nè các bạn. Rồng xanh Indo lên tay bơi luôn. Chị các bạn đang xem một số dòng rồng xanh Indo nhìn rất là bắt mắt các bạn. Để mình quay tiếp đi một số dòng cá bảy màu nữa để anh chị các bạn ở tỉnh có thể tham khảo đặt hàng. Còn size này là size giống nha các bạn. Ở trong bản báo giá mình không có để size giống, chỉ để size trung thôi, còn lại là tất cả size giống hết. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Rồi tới dòng Full Gold Trích Bông. Anh chị các bạn thích những dòng màu vàng mà tay bơi bướm mà có đầu bụng á. Như thường thường thì những dòng Trích Bông là những dòng cá bảy màu nó có đầu bụng tất cả các loại luôn. Còn cái này là dòng Full Gold Trích Bông. Màu rất là đẹp các bạn. Rồi tiếp theo là một số dòng koi. Koi này là koi red nha các bạn. Koi đỏ. Cá ôm bầu. Trong cái bản báo giá có size trung với lại size giống. Thì anh chị các bạn lưu ý là trong cái bản báo giá có cái size trung thì còn lại tất cả là size giống hết. Thường thường koi đỏ thì mình từ trên nhìn xuống rất là đẹp các bạn. Còn cái này là dòng Full Red Trích Bông. Rồi tới dòng HB Red Roll. Anh chị các bạn thấy những con hàng xe giống á, là vây lưng nó phủ xuống dưới luôn. Còn cái máy thì máy ôm bầu hết. Có hai loại xe chung với lại xe giống nha các bạn. Hiện tại mình đang quay xe là xe giống. Chị các bạn yêu thích dòng Lutubat thì có dòng Lutubat Trích Bông. Những con này là ôm bầu hết rồi các bạn. Về là cho sinh sản. Những dòng Lutubat thì anh chị các bạn về chân á, để phông nền, thường thì để phông nền màu đen thì nó mới hiện cái đuôi xanh lên đẹp được. Còn mình để phông nền màu xanh dương á, thì nó đẹp với cái màu đuôi là nó mất luôn cái màu xanh luôn.
cucumber chiếc bông. Anh chị các bạn yêu thích màu xanh vàng thì có dòng Tiger chiếc bông, Tiger chiếc bông hát muôn nha các bạn. Những con này là những con đuôi rất là bản đuôi rất là to, hàng giống thì nó lên cá đẹp rồi đó các bạn. Thường thường là những con dòng hát muôn thì nó lên size giống là đuôi nó rất... anh chị các bạn nhớ đọc trong bảng báo giá, tại vì cái bảng báo giá mình nhắn qua thì nó rất là dài. Nhớ đặt đọc hết giùm mình nha. Cái giá của trong bảng báo giá là giá của một cặp trống mái. Anh chị các bạn yêu thích dòng rồng thì có rồng xanh, rồng đỏ. Rồng xanh, rồng đỏ thì mình quay rồi. Còn cái này là rồng đỏ rít bông nha các bạn. Size này là size khá lớn. Còn vây lưng của những con này là vây lưng cao hết các bạn. Còn cái size này là size của dòng HB Ro, Retro, size chung. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng Dumbo Red Tie thì có Dumbo Red Tie rít bông. Mình sẽ quay đầy đủ hết Dumbo Red Tie hàng size giống, là những dòng Dumbo Red Tie không có ribbon. Còn cái này là có ribbon nha các bạn. Size này size lớn. Anh chị các bạn để ý là những con nó có cái tai bơi nó phủ hơn nửa người luôn. Còn cá mái là vây lưng cao, dòng Sapphire. Rồi tới dòng coi đen sọt. Ú nu tròn quay dễ thương các bạn. Những con này là ôm bầu. Đây mình bắt mình cho nó gom lại, anh chị các bạn nhìn thấy rất là dễ thương. Dòng coi đen sọt body. Rồi có coi đen rít bông luôn các bạn. Tí xíu nữa mình sẽ quay đầy đủ để anh chị các bạn có thể lựa chọn để làm giống hoặc là đổi máu. Anh chị các bạn yêu thích dòng coi red mà rít bông các bạn. Nãy mình quay coi red NE rồi, còn cái này là coi red rít bông, quay lưng cao luôn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng rít bông thì có coi coi đỏ. Coi này là coi đỏ, ở trong bảng báo giá thì để coi red. Rồi tới dòng coi đen đây. Coi đen thì có rít bông luôn, có đầy đủ hết. Anh chị các bạn lưu ý là ở tỉnh là phải chuyển khoản trước sau đó mới ship hàng sau nha các bạn. Ở bên trại ship hàng rất là nhanh cho nên anh chị các bạn yên tâm để đặt hàng. Thường thì cá bảy màu thì mình nhận ship code thì nó đi cá yếu lắm các bạn. Cho nên mình toàn là ship xe khách thôi. Ship xe khách thì nó rất là nhanh. Còn đây là mái đồng đắc nai. Máy to khủng luôn. Còn những con này là dòng yellow king cobra. Anh chị các bạn yêu thích những dòng nó giống màu con cọp á, trong bảng báo giá nó cũng có đầy đủ size giống. Rồi hôm nay đặc biệt có dòng deadly. Lâu lắm rồi mình không có quay lại những dòng deadly. Red Lay thì có dòng Red Lay rít bông với lại không rít bông luôn. Anh chị các bạn thích con nào thì có thể đặt hàng những con đó về chân cho nó đẹp. Cái mái của nó nè các bạn, size khủng luôn, về là đẻ, sinh sản liền. Máy của dòng Red Line.